Tôm he bà con, tôm he là bà con biết nó tốt vô cùng đúng không bà con? Tôm thì loại tôm này ăn thịt rất là hiền, cong cong nhưng mà ăn rất là ngay, rất là tốt, không có gì hết. Nhưng mà tôm he là có một số người, có một số bệnh không nên ăn, bởi vì ăn vào là bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là ta ăn tôm he nha bà con, cho nên vui lòng đừng ăn. Là những người có bệnh ho, bệnh thận, bệnh tim, đột quỵ, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú, huyết áp, mới sinh đẻ, dị ứng, đau mắt, hen suyễn là vui lòng đừng ăn tôm he. Là những người có bệnh thế này và người này là không được ăn, đó là người bị ngứa, người bị ho, người bị bệnh thận, bệnh tim, đột quỵ, phụ nữ mang thai và cho con bú, huyết áp, mới sinh đẻ, dị ứng, đau mắt và hen suyễn, vui lòng đừng ăn tôm he cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Ăn tôm he nó tốt cho sức khỏe chứ không phải không, còn lại là nó tốt hết, nó cải thiện được lượng đồng, tăng cholesterol, trẻ em có trí nhớ tốt hơn, phát triển não, chống trầm cảm, chống mệt mỏi, nó làm tốt, làm đẹp cho da, tóc, móng được tốt, được chắc, sáng, bổ sung canxi, ngăn ngừa ung thư, quá tốt bà con ha. Chỉ có những người, chỉ có những người này là vui lòng được ăn thôi. Những người ngứa, ho, bệnh thận, bệnh tim, đột quỵ, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú, người huyết áp, người sinh đẻ, dị ứng, đau mắt, hen suyễn là đừng ăn. Chứ còn bao nhiêu ăn được hết. Nhưng mà không phải ăn được hết là ăn xà láng đó nha bà con. Ăn không quá 300 gram mỗi ngày. Nếu ăn liên tục 6 ngày, ăn liên tục 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày. Đó là tôm he. Chúc bà con ta vui, vẻ, mạnh khỏe. Ăn tôm he bà con ơi. Woo!